Tiểu sử ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội. Ông Lưu Bình Nhưỡng sinh ngày 4 tháng 2 năm 1963 là một tiến sĩ luật, giảng viên, chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre. Ông là ủy viên thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Phó chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Thụy Sĩ. Xuất thân: ông Lưu Bình Nhưỡng sinh ngày 4 tháng 2 năm 1963, người dân tộc Kinh, ông có quê quán ở xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Trình độ giáo dục: ông có trình độ chuyên môn là tiến sĩ luật kinh tế. Ông có trình độ chính trị cao cấp lý luận chính trị. Sự nghiệp: ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 24 tháng 8 năm 1987. Tính đến năm 2016, ông có 20 năm làm giảng viên Đại học Luật Hà Nội. Sau đó, ông làm tham mưu cho Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, là vụ trưởng, trưởng ban kiêm phó chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông từng là phó chủ nhiệm khoa Pháp luật Kinh tế Đại học Luật Hà Nội. Tháng 5 năm 2016, ông lần đầu tiên tham gia tranh cử vào vị trí đại biểu Quốc hội Việt Nam ở tỉnh Bến Tre và đã trúng cử. Ông hiện là đại biểu Quốc hội Việt Nam chuyên trách Trung ương, ủy viên thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Phó chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Thụy Sĩ. Những ý kiến ấn tượng của đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng. Sáng ngày 21 tháng 11 năm 2017, tại buổi thảo luận dự luật phòng chống tham nhũng sửa đổi, ông đề nghị bố trí kê khai tài sản và kiểm soát tài sản những người từ khi họ bắt đầu vào ngạch công chức. Ông không tán thành việc bổ sung kiểm soát tham nhũng khu vực ngoài nhà nước vào dự thảo luật sửa đổi. Ủng hộ tố cáo qua điện thoại, email. Sáng ngày 24 tháng 5 năm 2018, tại buổi thảo luận về dự án luật tố cáo sửa đổi tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14, ông phản bác ý kiến của hơn 20 đại biểu khác và cho rằng nhà chức trách không thể vì ngại khó khăn mà thoái thác việc cho phép công dân tố cáo qua điện thoại, email. Truy thu thuế người đã chết. Ngày 26 tháng 5 năm 2018, ông kiến nghị Bộ Tài chính rà soát kỹ người chết nào thì người thừa kế vẫn phải nộp thuế. Bấm nút thông qua luật an ninh mạng. Ngày 12 tháng 6 năm 2018, ông Lưu Bình Nhưỡng cho biết ông đã bấm nút thông qua luật an ninh mạng với lý do ông bức xúc với những thông tin chống đối đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng xã hội. Là Phó trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội. Từ ngày 17 tháng 9 năm 2018, ông Lưu Bình Nhưỡng, Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều động bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội Việt Nam, nhiệm kỳ 2016-2021. Những phát ngôn dậy sóng của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng. Tháng 5 năm 2018, khi thảo luận về luật thuế, ông phát biểu một nội dung gây tranh cãi. Chết không có nghĩa là hết nghĩa vụ đóng thuế. Báo Lao Động đưa tin ngày 26 tháng 5 năm 2018. Năm 2017, ông đã phát ngôn cho rằng tội hối lộ không phải là tội tham nhũng. Đại biểu khác đã phê bình vì ông Lưu Bình Nhưỡng vốn là luật sư nhưng lại hiểu sai luật, bởi luật phòng chống tham nhũng đã quy định hối lộ cũng là một hành vi tham nhũng. Tháng 9 năm 2018, sau khi xảy ra việc 7 người sử dụng ma túy chết ở một lễ hội âm nhạc tại Hà Nội, ông từng có phát biểu hàm ý bênh vực việc sử dụng ma túy khiến nhiều người bất ngờ. Thực ra, câu chuyện các cá nhân chọn lắc hay không lắc là vấn đề thuộc về quyền con người. Không xin lỗi về thông tin làm lực lượng công an dậy sóng. Trong sáng ngày 31 tháng 10, khi chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội nói ông ủng hộ cuộc cách mạng trong lĩnh vực công an vừa qua, nhưng qua báo cáo ông thấy rằng vi phạm của cơ quan điều tra là rất khủng khiếp. Đại biểu Nhưỡng dựa vào các con số mà ông thống kê tính toán như không thụ lý tin tố giác 94%, chậm gửi quyết định cho Viện Kiểm sát 86%, xử lý tin tố giác quá hạn 99,76%, vi phạm trong tống đạt 100%, để có nhận định như vậy. Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu và một số đại biểu khác đã cho rằng con số được đại biểu Nhưỡng đưa ra là không chính xác, gây hiểu nhầm về những vi phạm của cơ quan điều tra, đồng thời đề nghị đính chính lại. Trao đổi với phóng viên sáng ngày 2 tháng 11 năm 2018, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho rằng trước khi phát biểu, ông đã xin phép Chủ tịch Quốc hội không công bố số liệu và ông đã ngồi tính tỷ lệ phần trăm để công bố. Ông nêu,
Vấn đề ông nêu là so sánh về mặt tỷ lệ sai phạm trong hoạt động tư pháp của cơ quan với nhau. Tôi không nêu tỷ lệ được tính trên tổng số các nhiệm vụ một ngành nào làm, mà ở đây tôi so sánh giữa cơ quan A, cơ quan B, cơ quan C và có một số tổng sai phạm của cơ quan đó. Ông Nhưỡng nói, tôi không can thiệp vào các phát biểu nhưng chỉ muốn nói mọi người khi phát biểu về một vấn đề nào đó phải khách quan, trung thực chứ không thiên vị, thiên tư hoặc vì mục tiêu cá nhân, nhóm, ông Nhưỡng nói thêm. Ông Nhưỡng bày tỏ, ông rất chia sẻ với phản ứng của các cử tri là công an, cán bộ điều tra khi phát biểu vấn đề trên ra Quốc hội. Tôi đã dự tính vấn đề này nhưng trách nhiệm với nhân dân lớn hơn trách nhiệm với một ngành. Giả sử những điều tôi nói ra, anh em cầu thị chân thành có thể trao đổi với tôi. Tôi không vơ đũa cả nắm, và cái gì làm tốt, hy sinh, cống hiến của anh em được ghi nhận, còn trong đó vẫn có con sâu làm dầu nồi canh. Ông nêu thêm. Vị phó ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh, ông không làm gì xâm phạm nên không phải đính chính. Tôi có thể nói thái độ rắn chắc, ngôn ngữ mạnh mẽ, nhưng tôi khẳng định không nói gì sai trái, và tôi có bằng chứng về vấn đề đó. Nếu tôi sai, tôi phải xin lỗi ngay, đính chính, còn không sai thì không phải làm điều đó, ông Nhưỡng nhấn mạnh. Trên đây là toàn bộ tiểu sử về ông Lưu Bình Nhưỡng và những phát ngôn dậy sóng dư luận. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc các bạn vui vẻ.